Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube channel của biển xanh nắng ấm ngày hôm nay. Thì hôm nay nắng ấm muốn làm chủ đề cái cách học hiệu quả và tập trung học hành ra sao. Thì ở trên mạng Google khi mà chúng ta nó giống như search cái cách học giỏi như thế nào thì nó đưa ra những cái điểm chung là mình phải tập trung, mình phải rèn luyện sức khỏe và mình phải có thời gian học hành, nghỉ ngơi hợp lý và đặt ra mục tiêu thì đó những cái à, đặc điểm chung và nó cũng khá là đúng và trong video này thì nắng ấm sẽ nói những cái bí quyết mà mình đã trải qua học ra sao và khi chúng ta đi học ở trong trường á sau đó thì chúng ta đi ra đi làm và trong cái cuộc sống này á không phải cần nhất thiết là tới trường thì mình mới học được ở ra ngoài đời mình đi làm bất cứ việc gì, gì mà không có bằng cấp hoặc có bằng cấp thì mình phải học rồi trên cuộc đời trường đời mình cũng học luôn và chủ yếu là mình có mục đích và lý trí và có quyết tâm hay không mà thôi và trước khi mình vô cái bí quyết học hành thì mình phải set up cái tư tưởng cái đầu óc của mình là phải quyết tâm đi học là các bạn đặt ra cái mục tiêu là bây giờ các bạn muốn có cái bằng đại học là để làm gì tại sao chúng ta muốn cái đó mình nói về bản thân của mình nha khi mà nắng ấm qua Mỹ thì mình nắng ấm muốn có một cái bằng đại học tại vì nắng ấm muốn thoát nghèo nắng ấm muốn có việc làm ổn định và có thể có tiền để mua nhà với ba má để ở chung à, mọi người muốn thoát ra cái cảnh mà mình phải đi thuê nhà và rất là cực khổ và kiếm một tháng cũng chỉ 800 đô à, rất là cực và mình Mọi người không có còn khi dễ gia đình mình, ba mẹ mình nữa Cho dù ở bên Việt Nam thì nhà mình có khá chút Thì qua đây cũng lại bắt đầu từ đầu Tại cái tiền mà ở Việt Nam chúng ta xài đêm qua Nó không có nghĩa lý gì cả Căn nhà ở California trong thời điểm cách đây đi 10 năm Cũng đã 500.000 đô la Mỹ Hiện tại 2023 800-700-1 triệu đô la giá trung bình Ở Cali, ở nơi mà chúng ta có thể đi làm và đi học được cho nên muốn thoát nghèo và muốn nắng ấm có muốn có một cái cuộc sống ổn định cho nên nắng ấm buộc phải đi học và cái đó là chỉ có con đường duy nhất khi mà nếu mà mình rẻ ra mình đi làm một ngành khác chưa chắc mình đã làm thành công và người ta cũng sẽ coi thường mình cho dù mình nhiều tiền người ta cũng coi thường mình nhưng mà không phải vì vậy mà nắng ấm chỉ nghĩ là À, ba má hy sinh rất là nhiều qua đây để cho nắng ấm và nắng vàng đi học ở trong cái môi trường ở nước mỹ thì nắng ấm chỉ muốn đi học mà thôi và nên nhớ là các bạn chỉ nên học cái ngành mà kiếm ra tiền chắc chắn là kiếm ra tiền dễ kiếm việc làm chứ chúng ta không có thời gian mà học những cái ngành mà không có việc làm như về vẽ nhạc họa họa sĩ này kia nếu mà chúng ta thích thì học song song nhưng mà bắt buộc là phải hướng về cái thực tế rồi khi mà chúng ta quyết tâm đạt được mục tiêu là thường đa số các em thích có việc làm ổn định, có tiền và thoát nghèo giống như chị nắng ám vậy thôi. Thì khi mà chúng ta đã lập ra mục tiêu thì chúng ta phải quyết tâm thực hiện nó cho bằng được. Muốn quyết tâm thực hiện nó cho bằng được thì chúng ta phải tập trung học. Thì trong những cái cách mà học giỏi, học được là tập trung. Là trong cái khoảng thời gian đó nếu mà những cái gì mà làm cho chúng ta bị lơ đến việc việc học thì mình ngưng ngay có một em xem video của nắng ấm có nói là em đó rất dễ bị lơ đến mất tập trung vì mạng xã hội Facebook và Instagram nha em đó đã cắt luôn đóng luôn đó là một quyết định rất là sáng suốt khi mình biết mình cần làm gì mình điểm yếu chỗ nào là mình cắt luôn thì mạng xã hội bây giờ nắng ấm thấy các em nhỏ lên đó thì coi rất rất là nhiều thứ vớ vẹo vẫn nhiều thứ không học hỏi được gì thì nó tốn thời gian thì nói chung sau này mình đi ra làm á mình đi làm mình có thời gian mình muốn coi gì coi nhưng trong khoảng thời gian mình học hoặc mình đang làm một cái gì đó thì mình nên tập trung thì nếu mà mạng xã hội nó tốn quá nhiều thời gian á thì chúng ta chỉ cho phép mỗi ngày thì chúng ta được một tiếng duy nhất để coi youtube hoặc coi những cái gì mình thích mà thôi còn lại thì chúng ta phải tập trung cho việc học còn nếu không chúng ta để mọi thứ chi phối thì sẽ không hoàn thành cái mục tiêu đưa ra cái kế tiếp là những cái lơ đễnh mà các em hay mắc phải là chuyện tình cảm. Hãy cho mình khoảng thời gian chăm sóc bản thân của mình vào 4 năm đó để hoàn thành cái bằng để ra làm kiếm việc làm. Sau này muốn có bồ thì cũng được. Hoặc là nếu mà chuyện tình cảm nó không ảnh hưởng tới việc học của mình thì cũng được. Nhưng mà phải lo cho mình trước không bao giờ vì chuyện tình cảm mà chạy ma giống như cuốn gói theo trai tự nhiên đang học bỏ học đi qua tiểu bang khác chăm sóc một bác sĩ thì nắng ấm cũng có có cái cô bạn kia của bỏ học của qua bên tiểu bang khác của à, à, lo cho một cái anh nha sĩ đang đi học sau đó anh ra trường anh bỏ cổ anh quen một cô nha sĩ khác rút kinh nghiệm thì chúng ta chỉ lo cho bản thân chúng ta trước rồi sau đó thì mình hãy lo cho người khác vì chúng ta thành công có việc làm thì rất là dễ kiếm người yêu đó còn nếu mà lỡ không may mà trong khoảng thời gian chúng ta đi học mà có em bé thì cũng nên sắp xếp vẫn cố gắng cứ đi học xin em bé luôn lo cho con luôn mà đừng có bỏ học à, có thể là thời gian nó sẽ dài hơn nhưng tại vì sau này sẽ ảnh hưởng tâm lý trong cái chuyện yêu đương mà các em muốn có bạn trai bạn gái mà nghĩ đến làm những chuyện mà thân mật với nhau thì à, nắng ấm khuyên các em là nên đeo bao vào để bảo vệ cho bản thân À, không có bị bệnh hoạn, cái cái tiếp là mình không có thai ngoài ý muốn khi mà mình đang đi học thì đó là những ý mà nắng ấm muốn à, nói cho các em. Có nhiều người có con có chồng vẫn đi học được là nắng ấm có một người bà con thì cô ấy rất là quyết tâm trong vòng một thời gian cô ấy sinh ba em bé và đi làm neo để đi học sau đó ra y tá và đi làm cô ấy rất là quyết tâm và nắng ấm cũng rất là vui những người mà quyết tâm như vậy thì sẽ thành công rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào những bí quyết mà đi học ờ, sau khi chúng ta đã đặt ra mục tiêu muốn làm gì và quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu đó và tạo ra một cái sự tập trung chúng ta không muốn những cái gì xung quanh chỉ tập trung cho sự nghiệp và việc học thì kế tiếp là học như thế nào bây giờ nắng ấm sẽ nói về cái cách học mà khi ra ngoài chúng ta đi làm và cái cách học này cũng ở trong trường cũng có thể áp dụng được luôn đi ra ngoài ở trong trường đi ra đời chúng ta đều phải học thì nắng ấm đã có thời gian thì nắng ấm mướn người vào và trên người làm huấn luyện cho cái người đó phải làm được việc để giúp mình đó ngoài ra thì nắng ấm cũng học rất là nhiều trong cái khoảng đi làm của mình Mười mấy năm là mình học liên tục thì mình học cái mới thì mình mới hơn được người khác thì cái cách học của mình là gì thì uh, trong trong cái khoảng buổi đó thì mình được huấn luyện uh, sử dụng cái máy đó thì khi mà người cái người mà hướng dẫn mình sử dụng đó, thì mình sẽ cầm một cuốn tập và mình ghi chép ghi được cái gì ghi nhưng mà mình phải chú ý là họ đang giảng gì ghi ghi rất là nhiều thứ đó ghi xuống uh, rồi sau cái buổi mà uh, huấn luyện đó thì mình mới ghi lại hết tất cả những chú ý mình vừa học vừa rồi sau đó là ngồi xuống làm liền luôn nói với manager là mình cần làm đó hoặc lúc đi học thì mình có thời gian thì mình ghi hết tất cả những cái ghi chú hồi nãy đến giờ mình ghi một cách đàng hoàng nhất nếu mà được thử làm cái máy đó một mình thì dùng cái ghi chú đó làm để mình ghi có những chú thích chính xác hoàn toàn một trăm phần trăm luôn còn nếu họ không cho các bạn làm một mình thì khi mà lần sau mà người ta chỉ lại thì mình so cái chú ý của mình đối với cái cách làm thường nắng ấm đi đi học á thì nắng ấm chỉ cần người ta chỉ mình một lần duy nhất là nắng ấm biết làm và bất lắm thì có lần thứ hai là mình chỉ hỏi một số câu hỏi thì có một lần đó, cái hồi đó mình làm cho một người sếp thì người sếp đó phải đi về cái nước của họ trong vòng 3 tuần phải chỉ cho mình làm một cái thí nghiệm và chạy máy mà mình chưa bao giờ học qua thì mình học cái buổi đó với một người khác nữa thì mình ghi chú cái ngày hôm đó mình ghi cái chú thích của mình xuống hết rồi cái ngày hôm sau mình bắt đầu mình tự làm một mình, tự làm giả bộ thôi à, Cũng đặt giả bộ rồi hỏi câu hỏi với người đó trước khi đi và nắng ấm đã làm được Và khi đi thì nắng ấm làm được Quá trình mà cái thí nghiệm đó và cái máy đó khá là khó làm nhưng mà nắng ấm đã làm được Thì cái cách học vậy chắc chắn là các bạn sẽ có được à, Mỗi người sinh ra thì cái đầu óc của mình có thông minh hay không à, Thông minh có nghĩa là nhạy bén trong mọi hoàn cảnh khi mà mình học được a mình có thể suy nghĩ tạo ra b c d có khả năng là nhìn xa trông rộng và có khả năng ứng biến rất là nhiều thứ và học rất là nhanh và ngoài ra thì có trí nhớ tốt cũng là một cái ưu điểm mình học qua mình đọc qua mình nhớ liền những gì hoặc nhớ những sự kiện có người thì học hôm nay ngày mai quên nhưng mà nắng ấm là người cũng rất nhớ rất là giỏi nhưng mà nắng ấm cần phải ghi chú trong cái buổi học đó sau đó mình ghi lại thì mình mới nhớ hoàn tâm một trăm phần trăm cái bài học đó được cho dù mình có trí nhớ và có thông minh cỡ nào mà nắng ấm không ghi chú thì ngày mai nắng ấm chỉ làm được có 50% cái bài học đó thôi. Cho nên là đó là bí quyết nha các bạn. Ghi chú nó như thế nào? Thì thí dụ như nắng ấm chỉ cho các bạn xài cái máy GoPro thì nắng ấm sẽ nói các bạn sẽ bấm cái nút on lên trước thì các bạn ghi chú trong cái tập của các bạn là bấm nút on rồi chỉ mũi tên ra xong mình nói sau đó các bạn sẽ vuốt lên và thấy chữ standard rồi nhấn vô cái edit thì các bạn sẽ ghi chú trong cái cuốn tập đó là vuốt lên rồi mũi tên cái standard rồi mũi tên edit rồi chỉnh. Rồi nó ấm nói EVcom là cái chế độ mà chỉnh sáng video thì từ 0 tới cộng 2 tùy mình muốn sáng video thì các bạn ghi xuống chỉ mũi tên 0 cộng 2 thì cái đó là cái cách mà ghi chú thì ghi chú không phải là người ta học, người ta dạy đến A, B, C, người ta dạy đến C mà mình còn ghi chú A là không được cái lúc mà ghi chú mình phải nhanh mình ghi được gì ghi khi mà người ta đã uh, qua cái chuyện B thì mình tiếp tục mình ghi B và trong trường hợp họ chỉ trên một mình mình hoặc là vài người nhưng mà nếu được thì các bạn bị miss cái step nào thì các bạn hỏi rồi, rồi, rồi có thể miss mình ghi lại hoặc là các bạn có thể chụp hình một chút nhưng mà à, ghi chú thì nhanh cứ theo người ta đi lần sau thì mình làm mình sẽ tự biết cái này cái kia nhưng mà phải nhanh và phải ghi một cách rất là rõ ràng càng ngắn gọn càng tốt mà đọc dễ hiểu chứ không thể là ghi ẩu xị xong rồi đến khi các bạn là người sau đó đọc lại còn không hiểu mình ghi gì thì không có được mình ghi rõ ràng không ghi thôi ghi rõ ràng và ghi ngắn gọn xúc tích thôi chứ không có ghi thí à, dụ bật máy lên không phải là ghi chữ bật máy lên mà ghi chữ bật máy rồi chỉ mũi tên rồi rút lên có thể ghi với bạn vuốt lên thì không thể miss không có thể nào mà không ghi thì ghi rút lên rồi chỉ mỗi tên bấm vô đây giống như là ngắn gọn xúc tích dễ hiểu và phải nhanh nha tai nghe mắt thấy tay ghi đó các bạn phải tập như vậy cái nỗi mà khi mà các bạn học một cái gì đó thí dụ học cái những cái máy gopro trên youtube thì nắng áo học như thế nào mình mình không có thời gian mà mình coi một cái rồi mình hôm qua mình coi cái kế tiếp không mình coi người ta cái gì xong mình ghi chú trong cái phone của mình vừa coi vừa ghi rồi sau đó ở cái phần cuối người ta có chỉ những cái setting mà cuối cùng thì mình chụp cái màn hình đó lại để cho trong phone mình mình có thể thấy rồi sau đó mình làm luôn. Đó, hoặc là mình ngưng cái video rồi mình sẽ chỉnh theo ý mình rồi mình tiếp tục thì mình học là mình phải học liền có chú thích đàng hoàng để sau này mình cần mình dùng đó, dạng vậy. Đừng tốn quá nhiều thời gian để ghi một cái chú thích quá đẹp thì cái lúc mà người ta training đó, thì các bạn À, ghi cái chú thích dĩ nhiên là không đẹp nhưng mà ghi lại cũng cần phải nhiều bút màu cũng phải nhanh phải gọn ngắn càng gọn càng tốt và phải dễ hiểu cái đó là gì cũng vậy ở cái gì cũng phải ngắn gọn xúc tích mình ghi cái chú thích đó. ghi chú thích cũng là một nghệ thuật các bạn ghi giống như cái những cái công thức toán là một cộng 1 bằng hai chứ không phải là ghi à, sau đó thì mình bấm vào nút này ở đây mình ghi chú thích không phải là mình viết văn hoặc mình viết bức thư tình yêu cho một người nào đó mà mình ghi chú thích là mình ghi tất cả những gì mà ngắn gọn càng tốt hồi xưa mà người ta trao thư mà trong cái thời chiến á hoặc là những cái gì mà bí mật người ta tặng ký hiệu không à ký hiệu đọc vô là hiểu giống như kiểu vậy á mình phải ngắn gọn thôi nha các bạn thì hồi đó nắng ấm đi làm thì cái người manager của mình mới nói ô sao mà nắng ấm ghi cái chú thích mà nhìn vô dễ hiểu mà sao ngắn gọn quá nhìn vô cái cô đó cũng làm được luôn thì cổ nói nắng ấm có chỉ cho những người dưới quyền mình làm cái chú thích không cái nắng ấm có trước khi mình chỉ cho người khác mình chỉ cho họ bí quyết là phải ghi chú sau đó phải tự ghi lại đó rồi tự thực tập thì nó mới biết được giống như là học phải đi đôi với hành là vậy mình phải thực hành mình học toán cũng vậy, mình làm nhiều bài toán thì mình sẽ thuần phục và làm nhanh những cái bài toán đó còn mình không có thực hành, mình cứ học lý thuyết không thì cũng chẳng đi đến đâu rồi sau khi mình có cái ghi chú đó thì mình làm cái gì mình làm lại rồi mình mình chụp cái hình của ghi chú đó để mình gửi email cho bản thân và giữ trong cái phone khi cần mình lấy ra mình làm bây giờ mình, khi mà mình đi học vô đại học thì mình có hai vấn đề mình cần chú ý cái vấn đề thứ nhất là tiếng anh và thứ đề thứ hai là những cái học hành tại vì mình qua một cái đất nước mới mình cần phải học tiếng anh còn những bạn ở việt nam thì giờ cũng phải học tiếng anh rồi giống như là để cho mình sau này mình dễ kiếm việc hơn đúng không thì tiếng anh á cái công thức tiếng anh cái chia thì tiếng anh á thì quá khứ hiện tại tương lai bắt buộc mình phải thuộc cái công thức của họ cách dùng như thế nào thì để học cái công thức thì bắt buộc các bạn phải học thuộc lòng giống như bản của chương vậy đó mình phải búng ra búng ra là biết mình làm và để học cái đó thì các bạn sẽ đọc cái công thức của họ họ có chỉ giờ trên youtube trên sách vở cái sách ở mỹ họ chỉ rất là cẩn thận và rất là nhiều ví dụ bởi vậy cái sách ở mỹ nó rất là dày tại vì cô thầy cô giáo bỏ rất là nhiều công sức để viết ra sách sách toán cũng dày sách gì cũng dày sách tiếng anh họ càng rõ hơn nữa có những người mỹ họ rất là giỏi họ có một cuộc sống giản dị thôi họ cũng đi dạy và không có nhiều tiền mà họ thích giúp người khác để, để học tiếng anh được bây giờ học tiếng anh thì các bạn ghi xuống những cái chú ý rồi sau đó thì rảnh là lấy ra học và khi mà học á, mình muốn nhớ mình phải ghi lại cái công thức đó để mình nhớ rồi mình vừa ghi vừa đọc to lên để khi nào thuộc thì thôi đó là cái cách học nữa khi mình ghi là mình ghi mình nhớ rồi mình đọc lên để cho cái tai nó vô cái não mình cũng nhớ và những cái công thức này các bạn hãy làm những cái chú ý hoặc cắt ra từ đầu in ra cắt ra dán à, mình có cái bàn thì dán hết tất cả những cái chỗ mà mình hay mơ mộng đó, nói mỗi lần các bạn học đó, các bạn chống cầm chống tay mơ mộng ra một cái thấy ở ngoài trời sẽ đẹp quá thì thì mình nhìn đó hoặc là mình nhìn cái công thức hoặc dán trên cái chỗ cái tường nào mà các bạn đi ra đi vô mỗi ngày á để mình học đến khi mình thuộc thì thôi còn về tiếng anh á, từ mới thì cũng vậy khi mà học từ mới thì chúng ta buộc phải đọc sách thật là nhiều hoặc các bạn có thể nghe audio book nghe người ta đọc cho mình nghe rồi mình coi mình coi mặt chữ hoặc là mình coi phim bằng tiếng anh mà có cái phụ đề đó để mình học những cái câu đó nhưng mà trong sách học rất là nhiều rồi mình đánh trên trên google cho nó đọc cho mình rồi mình phải học cách đọc đúng mà mình phải nói nhiều nghe nhiều giống như là các bạn có một người mà cứ nói bạn nào mà có chồng là người mỹ á thì nói nhiều nghe nhiều tiếng anh mỗi ngày cho nên các bạn nó nói tiếng anh giỏi là do nghe nói nhiều cái phản xạ nó làm cho cái đầu mình vô những cái tiếng anh vậy đó thì các bạn phải đọc sách rất là nhiều, tự học nhiều và học từ mới thì ghi cái từ mới xuống giấy và đọc to lên Đến khi mình thuộc cái mặt chữ và mình hiểu được cái từ đó hoặc mình dán xung quanh nhà, cái chỗ đi ra đi vô đó để mình học Về học chuyên ngành thì cũng là ghi chú nha các bạn à, Tất cả khi mà thầy giảng ở trong lớp á, thì những cái gì á, mình ghi chú xuống thầy vừa giảng mình vừa ghi chú à, à, sau khi ghi chú thì mình về mình phải lục sách ra, mình vừa học cho bản thân vừa thấy những chú thích của thầy mà cô đã dạy và vừa làm bài tập ở Mỹ thì những cuốn sách họ rất là ghi rõ ràng và giải thích rất là nhiều học toán, học lý thì các bạn phải giải nhiều có công thức giải thật nhiều bài rồi coi cái bài, có cái sách giải nữa đó có cái sách giải coi mình giải đúng không đó, rồi mình phải tự học cái tự học nó rất là quan trọng nha các bạn thì hồi đó nó ấm học một cái uh, physics uh, vật lý lớp vật lý số 2 ở college thì học qua cái ông thầy này á thì nếu mà các bạn theo những cái ngành như computer science hay gì á uh, toán học hay gì là các bạn phải học cái cái món đó cái lớp đó thì nó rất là khó và ông thầy này á ổng dạy có nghĩa là ổng dạy từ đầu mùa tới cuối mùa và khi mà cuối mùa ổng kiểm tra cái bài final như các bạn biết là giữa giữa kỳ học thì có một cái bài midterm là giữa học là test một lần là cái bài kiểm tra rồi cuối kỳ học là test final phải không? bởi vì mỗi lần thi xong final là đầu óc rã rời chân tay rã rời đúng không? thì cái đó là chính xác thì khi các bạn còn trẻ đó thì cái sức khỏe rất là nhiều cho nên hãy dùng cái sức khỏe đó để học chứ mà mốt lớn lên cỡ ba mấy bốn chục là học cũng mệt nhưng những nhiều người vẫn học nha rất là giỏi mỗi lần họ học final học thi midterm thi giữa mùa thì ông cho mỗi học sinh một cái trang giấy có thể ghi hết tất cả những công thức mà bạn muốn hoặc ghi những cái những cái ghi chú tất cả những thứ mà bạn muốn vô cái tờ giấy đó cho nên nắng ấm và tụi mình ghi nhỏ xíu Tại vì rất là nhiều công thức và rất là nhiều bài Nhưng mà đâu biết thầy cho cái bài nào đâu Thì á, tất cả những bài mà cơ bản cho đến khó mình phải giải được và mình phải biết cách giải khi mà mà ghi ra công thức rồi á mình phải ghi cái cách giải làm sao Do nhiều lúc mình mình học thuộc công thức mà mình không có biết dùng cái công thức đó thì cũng như không khi mà không biết thầy cho cái bài nào thì các bạn biết á, cái bài nào mà thầy cứ giảng đi giảng lại nói tới nói lui những cái trọng tâm thì thầy sẽ ra cái bài đó thì trong cái tờ giấy ghi chú một trang đó thì nắng ấm có ghi những cái công thức và cái cách giải như thế nào những công thức quan trọng rồi sau đó thì mình vô final thầy ra cái bài ấy, thì mình nhìn vô mình biết cái cách giải ra sao có công thức thì thầy chỉ vậy cho nên nó cái chuyện mà ghi chú á, ra làm sao nó cực kỳ là quan trọng khi mà mình ghi cái cái chú đó mình phải hiểu là mình ghi cái gì mình không hiểu thì mình lật sách mình mình học còn không thì mình nhờ thầy cô hoặc ai biết giảng cho mình nhưng mà cái tự học nó khá là quan trọng hồi đó giờ nắng ống toàn là tự học từ từ cái lúc đi học cho tới lúc học nghề khi mà ra nghề mình cũng tự học mình học người này một chút, người kia một chút, học mình học ở đây một chút mình học. Giống như mình để ý mình học từ cái software, học từ cái hãng mà người ta giao máy người ta chỉ cho mình. Rồi mình chỉ xuống cho người khác như là mình phải tự học khá là nhiều. Thì cái lớp đó nó âm ghi cái chú thích khá là rõ ràng và tất cả những cái công thức mình ghi rõ ràng cho nên cái cái lớp đó mình đã được điểm khá và mình cũng xong cái lớp đó thì đó là cái cách học của mình rồi về cái môn thuyết trình ở trong cái trường đại học nó hay dạy các bạn cái môn thuyết trình thì đứng giữa nói giữa đám đông hầu như những cái lớp nào nó cũng bắt mình làm presentation nó nói giữa đám đông nếu mà mình sợ thì các bạn phải tập có nghĩa là mình đứng trước gương mình nói rồi cái presentation của mình đó mình chỉ ghi những cái ý chính mà thôi à, hoặc giải thích chỉ một à, gạch đầu dòng hai đầu dòng thôi khi mà mình nhìn cái bản presentation mình có thể nói được mình giải thích được cái bài đó như thế nào và mình phải làm ngắn gọn xúc tích và dễ hiểu à, và nói chuyện được trước đám đông không có gì phải sợ cuộc đời này đâu có gì phải sợ chết mà còn không sợ nữa mà các bạn có gì phải sợ cái chuyện đứng trước đám đông đâu có ai mà ăn thịt mình hay nói gì mình đâu này là chỉ là một trường học thôi khi mà mình đi ra ngoài đi làm á thì mình làm presentation mình nói chuyện rất giữa rất là nhiều người hoặc trong cuộc họp mà kiếm ra tiền mình còn không sợ nữa muốn chi ở chứ cái này đâu có ai cho tiền mình cho nên các bạn phải luyện nói để mà nói trước đám đông và về tiếng anh á thì nếu mà muốn nói tiếng anh giỏi thì phải nói trước quay dùng cái phone quay lại nói của mình nói đúng không thì thường tiếng anh mà muốn nói giỏi thì mình nói chậm một chút mà phát âm hết những cái từ cuối ra. Giống như cái cái nhà là house là có chữ s ở cuối á thì mình phải phát âm ra thì nó mới hiểu, nói chậm một chút để người ta hiểu chứ không cần phải nói đi. Nói nhanh 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 như ai rụt đuổi thì không cần thiết thì mình quay phim rồi mình coi lại rồi mình đọc đúng. Rồi mình mình giống như mình nói chậm một chút lại đó là những cái bí quyết mà của biển xanh nắng ấm thì nắng ấm cũng có đánh vào google là những cái cách học giỏi để cho người ta nói gì để coi cùng khớp với những cái bí quyết mà mình đã chia sẻ với các bạn hay không thì trên google nói tìm cho một mình không gian yên tĩnh để học để giảm bớt các chịu sự chi phối cái đó là đúng rồi. Hồi đó nắng ấm đi học á, hoặc là nắng ấm làm việc, làm ở nhà các bạn. À, hoặc làm trong hãng mà nắng ấm đang phân tích dữ liệu thì nắng ấm chỉ ngồi cái chỗ đó, không có ngồi, không có đem máy tính ra ngồi ngay cái chỗ mà ăn uống để mọi người đi qua lại mình bị mất tập trung. Thì mình ngồi cái chỗ mà không có ai rồi mình bắt đầu mình làm. Còn học tập á thì nắng ấm vô phòng riêng, đóng cửa lại rồi nắng ấm học không có mở nhạc, không mở tivi gì hết, chỉ có học mà thôi. Thì nó sẽ vô nhanh hơn khi mình học mình mệt đó. mình nghỉ ngơi mình đi uống nước rồi mình ăn snack gì đó và mỗi ngày mình học và khi mình mệt thì mình phải nghỉ ngơi nhưng mà nhớ tập thể dục mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe để mình có sức khỏe mình mới học thì chọn một nơi yên tĩnh à, còn nếu không nhà đông người quá thì mình mua một cái tai nghe bự không để nghe nhạc mà à, mình bịch lại để mình ngồi mình học thôi trong Google nói là thời gian sinh hoạt khoa học ngủ đủ giấc và cách ngồi phải đúng tư thế, thế học quá thường á mình phải ngủ ngủ sớm không cần phải ngủ quá sớm nhưng ngủ đúng giờ và dậy đúng giờ mỗi ngày thì thường mà đi học thì nắng ấm từ phải dậy rất là sớm 6 giờ có nhiều lúc có lớp sớm 8 giờ ờ, ngủ thì hay ngủ khuya lắm tại phải học bài á nhưng bữa nào các bạn không phải học bài thi hay gì các bạn phải có khung giờ ngủ hợp lý cha sắp xếp để mình học đúng à, Và giống như từ cái đầu mùa Của cái lớp đó thì chúng ta bắt đầu ghi chú Những cái chúng ta cần học Rồi chúng ta học ngay từ đó Đến khi mà final một cái Thì mình học nó dễ hơn chứ không phải đợi à, Mình lơ làng không thèm ghi chú Không thèm học đến final là cái giai đoạn cuối Thì mình mới học thì sẽ không kịp nha Nắng, nắng ấm biết thời sinh viên thì khó Mà đi ngủ sớm lắm Tại có bài phải làm Nhưng mà ráng làm xong mà đi ngủ càng sớm càng tốt Đừng có coi phim mà thức khuya sẽ hạn cho sức khỏe Và sinh hoạt thì ăn uống đầy đủ Đừng có mà học quá nhiều Mà ăn không đủ là mất con xỉu nữa đó Và ngồi học đúng tư thế Nó khá là quan trọng Khi ngồi chúng ta ngồi thẳng lưng lên Thì máu huyết nó lưu thông á Đừng có ngồi mà nằm ra giường Nằm ra ngoài thì nó sẽ mỏi Nó sẽ không tốt cho sức khỏe trong Google nó nói đưa ra mục tiêu học tập và phần thưởng cho các thành quả Thì nói chung mục tiêu học tập thì nó ngắm cũng đã nói phía trên là mình phải học để thoát nghèo Để cho có việc làm mà không phụ thuộc vào ai hết Thành quả của mình là sau khi các bạn ra trường thì sẽ có việc làm Có việc làm sẽ có tiền, đó là thành quả của mình Khi mà các bạn đã có cái bằng và các bạn ra đi làm thì các bạn sẽ có tất cả Cho nên ông chờ không phụ lòng người mà các bạn hãy cố gắng học nhé dùng triệt để khả năng ghi nhớ của bộ não nữa nắng ấm thì làm cái công việc mà phải biết là trong cái thư viện của mình có bao nhiêu loại thuốc những cái loại thuốc có thể lên đến 100.000 hũ và một triệu hũ thì thường nắng ấm phải có những cái software biết cái hũ thuốc đó vị trí ở đâu, tên gì, ra sao thì biết là mình không cần phải nhớ cái thuốc đó tên gì cái số mật mã tên gì nhưng mà nhiều lúc nắng ấm cũng nhớ là ồ hôm qua là mình có làm cái thuốc đó cái thuốc abc đưa cho người nào tên gì lan huệ gì đó là nắng ấm nhớ luôn thì nắng ấm có thể nhớ những cái công việc mà trong cái tuần đó hoặc qua tháng sau mình vẫn nhớ cái order nó như thế nào khi mà mình làm việc mình tập trung thì mình có thể nhớ và khi mình đã luyện được cái trí nhớ thì mình nhớ sẽ giỏi hơn đó là tại sao có những người mà họ làm và họ đi học rất là cao khi mà họ bắt đầu nghỉ hưu và họ không có dùng đầu óc nữa đó thì trí nhớ nó sẽ giảm đi còn có nhiều người bị bệnh quên quên nhớ nhớ nếu mà không mình không có dùng đầu óc cho nên những người mà đi lao động chân tay không họ cũng rất là sợ trí óc nó bị uh, không có hoạt động đó khi mà không phải là ra trường xong cái mình đi ra làm mình lúc mình đi làm mình học thì mình phải học mình mới làm lâu dài à, thì mình cũng sử dụng trí óc của mình rồi mình đi làm rồi sau này mình họ, duy trì công việc rồi sau này có về hưu có những người vẫn viết sách và người làm youtube những người già có những người làm này kia là để cho họ tập thể dục thể thao cho cái trí óc của mình đó cho nên cái cơ thể với trí óc của mình nó khá là quan trọng cái cơ thể của mình phải ăn uống đầy đủ ăn không có ăn bậy bạ ngủ thì đúng nhất để cho cơ thể khi mà mình ngủ nó thải chất độc ra đó các bạn thải ra à, mình phải ngủ đủ nhất là dạy mình ăn uống đầy đủ và đầu óc của mình cũng à, làm việc thì nó sẽ làm cho cái bộ não mình nó sử dụng bộ não nhiều thì mình sẽ nhớ nhiều à, tốt nhưng mà mình không phải là cái gì mình cũng nhét vô đầu người ta nói gì đó là mình chỉ làm chuyện lớn đừng để ý tới chuyện nhỏ thí dụ như đi cho làm trong hãng hoặc đi học á đi làm trong hãng và có mình người ta thấy mình được lên chức hoặc được lên lương hoặc làm giỏi thôi người ta sẽ ghét mình đó thì cũng đừng ghét người làm gì khi mình ghét người khác á đầu óc mình nó sẽ nặng nề trước nó nặng nề thì nó không có thời gian học cái mới và thăng tiến trong công việc nắng ấm đi làm thấy cũng có nhiều người á rất là bảo thủ gọi là mấy người đó cỡ 50 mà họ chỉ muốn làm theo cái cách của họ có nghĩa là nắng ấm à, muốn làm cái cách này và có những người khác họ muốn chỉ cho mình thì cái người sếp của mình không cho mình làm việc với người kia, à, không muốn người kia là chỉ vô cái nhóm này. Nắng ấm thấy cái đó là một cái khó khá là bảo thủ. Khi mà ai có ý định chỉ cho mình thì mình học cùng đưa nhau tiếng. Rồi với lại khi mà có một cái gì mới thì nắng ấm sẵn sàng học để mở mang đầu óc. Thì nắng ấm có thể thấy khi mình 70 tuổi, mình vẫn mở mang đầu óc và mình chịu chấp nhận những cái mới học để cùng nhau tiến lên giống như là nó ngắm thích khám phá những cái gì mới máy quay mới hoặc một những gì mới mình học quá khá là thích và vui chứ không phải là chỉ cổ lỗ sĩ là mình làm theo cái kiểu mà mình bảo thủ mình không có chịu học á thì có những người sếp họ bảo thủ họ không có thích dùng computer quá nhiều không thích dùng software mới và không biết dùng á thì cũng khá là nặng nề Còn có nhiều người 70 tuổi, 60 tuổi mà họ rất là thích học thì cái đầu óc họ nó mở mang và họ rất là thông minh tại đó óc đã thông minh và mở mang không có bảo thủ tại vì tuổi trẻ lúc nào nó cũng có những cái sáng kiến mới hay thì mình phải khen người ta, mình phải cho người ta đi lên luôn á thì đó là vậy. À, cho nên thì lúc nào các bạn cũng tập thể dục cho cái trí óc của mình nói tóm lại uh, video truyền bí kíp uh, học giỏi <laughs> thật ra nắng ấm cũng phải học giỏi gì nắng ấm cảm thấy mình học giỏi sau khi mình đi làm mới ghê chứ trong trường thì nắng ấm chỉ là một người học cũng bình thường thôi thì nắng ấm thích cái môn toán lý hóa và mình rất là thích môn toán tại vì nó có công thức sẵn rồi khi mà mình đã biết công thức và mình thực hành nhiều lần đó, thì mình sẽ làm được thôi thì khi uh, những người mà thích toán như nắng ấm những người mà thích rõ ràng một cộng 1 là hai thì cái đầu óc của mình nó muốn mọi thứ nó rõ ràng nó không có bay bổng thì sau này khi mà ra đi làm thì nắng ấm là người học khá là nhanh và học nhanh là nhờ bí quyết đó nắng ấm đã kể cho các bạn nghe rồi đó bí quyết mà ghi ghi chú rõ ràng và luyện tập á thì nhờ vậy mình mới hơn người khác mình mới làm được manager mình mới tiến lên trong khi những người khác họ cùng học với mình mà họ không ghi chú và họ làm không giỏi và họ lười nữa cái siêng năng cần cù những nại nó quyết định rất là nhiều Nắng ấm đã đi thấy rất là nhiều ở từ những trường đại học nổi tiếng những người tốt nghiệp ra là những người cũng khá là giỏi mà họ rất là lười các bạn họ không chịu đi làm họ không chịu vô phòng thí nghiệm làm họ chỉ muốn giống như làm gì dễ dễ rồi kêu người khác làm này kia thì cuối cùng công ty họ cũng cho những người đó đi ra giống như là cho nghỉ việc cho thôi việc vậy đó quay lại với cái chuyện đi học mình phải có quyết tâm rồi mình phải học đúng cách cách gì phù hợp mà mình học là mình tập trung mình học mình không để bất kỳ cái gì mà nó nó lơ là cái việc học của mình hồi đó nắng ấm đi học đó, thì mà đi chơi với bạn mà đi ăn với bạn trong lúc đi học đó, thì nắng ấm thấy cũng nên bỏ luôn á tốn rất là nhiều thời gian rồi chuyện yêu đương cũng tốn thời gian nữa cho nên những cái gì mà phân vân cho chuyện đi học thì mình chỉ cần bỏ 4 năm duy nhất tập trung cho cái việc học của mình cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng có nản giống như nắng ấm có tai nạn xe hơi thì bắt buộc lòng nắng ấm phải nghỉ với hai mùa học lần đó các bạn hai mùa học sau đó thì nắng ấm phẫu thuật quá trời luôn nó ấm một tay đã lành một tay chưa lành nắng ấm phải đi học và mà một tay treo về vẫn đi học và vẫn ra trường và vẫn đi làm khi mà đi làm á thì nắng ấm cũng tìm mọi cách để có việc làm á lúc nào cũng tiến lên và lúc nào cũng xài tiền đúng cách đó thì mình sẽ thành công thì đó là tất cả bí quyết mà Nga âm muốn chia sẻ với các bạn và các em ngày hôm nay không những là cái cách học của mình nhưng mà cái quyết tâm ý chí của mình nó khá là quan trọng thì à, cần cù bù thông minh siêng năng ra ngoài nói chuyện mà lễ phép nè rồi siêng năng siêng làm rồi biết điều ai cũng thương đó từ cái nhỏ vô lễ phép mấy người lớn ta thương đến đi ra đi làm mà tính như ai cũng thương hết trơn á còn có nhiều người ghét là do họ ganh tị với các bạn rồi còn ai mà học giỏi nha lười biếng hống hách nói chuyện không có biết điều ai cũng ghét hết trơn không ai thích những người dễ hết trơn cho nên à, sống thì nói chung là à, có thành công mà thành công thì phải có đạo đức giống như chúc các em là học học thật là giỏi rồi khỏe mạnh và thành công và nắng ấm sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video sau bye bye